chào cô chú anh chị và các bạn nha. Em là Thái, hiện tại bây giờ em đang có mặt tại thị trấn Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Ở đây hôm nay nó có một cái phiên chợ gọi là chợ phiên. Đây bây giờ em tới phiên chợ ở đằng bên ngoài nhá. Lát nữa em sẽ đi em giới thiệu cho mọi người về cái phiên chợ phiên ở Lạng Sơn này. Cái phiên chợ ở đây nó diễn ra vào 5 ngày một phiên, tức là khởi đầu từ ngày mùng 5, chúng ta sẽ cộng thêm 5 ngày vào. Tiếp theo nó sẽ là ngày mùng 10 và nó sẽ là 15 và 20, và cứ như thế cho đến hết tháng. Ở cái phiên chợ của trên Lạng Sơn này thì nó có bán rất là nhiều những cái đặc sản của người dân họ làm ra, và đối với phiên chợ này họ sẽ đem lên trên này để có bán. Và cũng có những cái người ở miền xuôi họ đem những cái đồ họ lên đem trao đổi với ở trên này. Tôi em sẽ mời tất cả các quý chị các bạn cùng em đi khám phá cái chợ phiên ở Lạng Sơn nhé. Ở chỗ này là cái chỗ bán chợ lợn này, chợ gà này, bán cả chó rất là nhiều. Đây bây giờ em sẽ đi vào bên trong em quay em giới thiệu cho mọi người nhé. Đây buổi sáng mọi người bán lợn rất là đông ở khu này. Đây, những con lợn họ xếp hết ra đây. Đây nhá. Rất là đông. Rồi em sẽ đi vào trong một chút thôi, đi qua qua một chút. Đây này, bên dưới này rất nhiều thôi. Ai muốn mua lợn thì có thể ra đây và chọn những đây những lợn hoang rồi này. Cháu quay một tí thôi chú ơi. Đây rất nhiều. Đây có bà đang chọn lợn. Đấy. Con lợn này có lợn nái à cô? Có lợn nái. mua về làm giống à? À đây à? À. Lợn này lợn ở xuôi lên hay là lợn trên mình hả cô? À là mình nuôi thôi á? À. Wow, nó ăn no đấy nhỉ? Con này ăn no mấy. Đây con lợn đen nữa này nhỉ. Bên này rất là nhiều luôn. Lợn nó nhốt vào những cái lồng rồi luôn. Đây, cô anh đã mua được lợn đem về rồi đây. Một xe. Thế bây giờ mình sẽ đi ra ngoài nha. Mình vừa mới giới thiệu cho mọi người xong rồi em sẽ đi thẳng ra ngoài kia nhé. Trong này là cái khu bán lợn thôi. Ra ngoài một chút. Đây là trước tiên em nhìn thấy ở ngoài kia là có gà. Có những con gà con. Đây này, ở đây họ để trong những cái lồng sắt này. Ai mua thì có thể chọn lấy những chú gà nhỏ đem về nuôi. Đây cũng là vịt. Đây. Đây cũng giống như ở trên chú chợ Thất Khê, cũng có gà có vịt. Này thế. Đây có chị bán gà cá xinh xinh. Nha, bây giờ em sẽ đi nhá. Khu này là khu bán gà, bán lợn. Đây là hàng rau lương thực. Còn có cái biển để sẵn luôn. Gà đây, mấy con chó. Chó con. Mấy chó chú chó con. Đây, đây là đây cũng một loạt chó con luôn. Nhìn rất đẹp ấy nhỉ. Lại một xe vịt lên. Mua đi, lấy cái nào đi, ai chăm sóc
là đông. Đến tầm này rơi vào khoảng 8 rưỡi này rồi, mọi người đi chợ đông rồi. Mọi người bán hàng lên tận tít trên kia nhá. Bây giờ em sẽ đi ra nhá, đi ra cái khu chợ chính bên phải, đi qua cái cầu kia nhá. Ở đây nó có một cái sông chảy qua, hôm qua nó mưa nên là nước lên khá khá rồi. Đây, đây có cái cầu rất là đẹp luôn. Đây này, em quay cho mọi người xem cái sông ở đây nhé. Trên trên có một cái đập. Vậy, nhìn rất là đẹp. Đây, quay bên dưới này, này. Nhá. Đấy, em vừa mới đi từ cái chỗ chợ chợ lợn, chợ gà ở chỗ kia nhá. Ôi kìa. Đấy. Bây giờ em sẽ đi lên trên nhá. Theo chân mọi người đi lên trên chợ em nào. Đây cũng đã có khá nhiều người, người ta mua, họ đi sớm lắm. Họ đã mua hàng, họ đem về rồi. Đây, có bà bác một bao và thức ăn thì nó khá là nặng. Đây có anh quăng trải, em vào em xem quăng trải chút xem hôm nay lũ riếc này quăng được con gì không. Quăng trực tiếp từ trên này luôn, xem chú quăng trải từ trên này xuống à chú. Có thế có đường cá nào không ạ? Hơi chú. À thế á, nước lũ này nó vừa lên chắc là có rồi nhỉ. Đây chú quăng trài từ trên cao này xuống này, dưới này. Thôi, em tiếp tục đi lên trên nhé. Đây bà con đã mua những cái đồ cần thiết cho mình và đã đem về rồi. Đây bây giờ em vừa mới đi qua cái cầu rồi, chắc là lên trên kia một tí nữa là đến cái chỗ biển của chợ nó sập. Đây bắt đầu thấy rất là nhiều những cái hàng của mọi người đã bày ra. Đây là vải, các cái đồ. Trong kia rất là nhiều vải. Vải này chắc ở nơi khác đem lên rồi. Ướp dáng. Cá con. Xem con cá con này một chút nào. Bà con mua cá con. Cá giống à. Đây cá giống. Đây là giấy bán, bên này là bán cá giống nhiều. Đây là mật ong à? Mật ong nhà mình à cố? Wow, giờ thấy con ong nó bay ấy nhỉ? Đây là sáp ấy chứ nhỉ? Đây là sáp ấy chứ đúng không? Sáp ong ấy nhỉ? Mỗi viên là đem ra đây bán đấy. À wow, cũng hấp dẫn đấy nhỉ. Cái sáp này chẳng bắt được mật đấy nhỉ? Cũng bắt được đấy. Không được mật đâu, cái này là sáp ong. À có sáp sáp nhộng. À sáp nhộng nè. À thế là con mình lọc hết mật rồi nhỉ. Wow.
trên kia một chút nhá. Đây vải rất là nhiều. Đường đi này là phải để ý một chút, xe họ đi lại rất là đông. Đông quá. Phải lựa lựa em đi thôi. Đang đi lên dốc. Bên này là bán ốc à? Ốc cái gì? Em sang xem cái đây này. Bên này bán ốc hay sao ấy? Em thử sang nhé. Ốc hình như là ốc của bà con hay sao? Em xem một chút. Ốc này là ốc ở Na Sầm này hả Hà Chi? Ốc Na Sầm này. Wow. Chai này mình cũng bắt ở bên sông này luôn đấy. Quang wow, chai ở sông cũng có à? Có. À thế à? Đây là một dải những cái hàng ốc rất là nhiều. Ốc con nào, mèo con gấu vậy bố? Con nào? Yên cổ. Dài này là toàn những cái hàng ốc của bà con họ bán lấy được đem đi bán. nhìn ốc ngon quá. nhìn ốc ngon quá. À, đúng à. Giải này bán ốc hết nhá, rất là nhiều. Đây bên này bán vải, rất là nhiều vải nhá. Bây giờ em vừa mới đi lên trên, bây giờ cái cảnh bên dưới nhá. Mọi người đi lại rất là đông luôn. Chân trống ơi chú ơi. Đây nhá, bên này là tầm này chắc là rất là đông người đến đi chợ và họ. Có thể là như một số người họ đã mua được đồ và đem về rồi, nên là cái lưu lượng đi trên đường nó rất là đông. Giấy này là giấy bán cá. Đây này, bên này là wow, đông quá, bao mọi người đến. Em phải nép nép vào đường đi đây, đông quá. Bên này là những cái bán vận không nhìn thấy gì luôn. Xuống ra đi, xuống ra để gần nào đấy nhé. Em phải né vào bên này một chút, đông quá. Đấy, sau kia là trên khu vực vùng cao nó rất là đông. Đến cái tầm họ đi thì đông lắm, không chen được. Bên kia em nhìn thấy là có thạch đen. Đây nhá, bên này là thạch đen. Ở đặc sản ở trên Lạng Sơn thì rất là nhiều luôn, rất là nhiều những cái món ăn. Bên này rất là nhiều những cái loại bánh rán này, bánh chưng rất là nhiều. Đậu Na Sầm rất là nổi tiếng, ăn rất là ngon. Đây là cái chợ Na Sầm nhá. Bây giờ em sẽ đi lên trên phía trên nhá. Khám phá một vòng chợ em nào, xem có cái gì nhiều.
đây là chú bán chè của các bà thuốc chè. Cái chợ này thì chú lần đầu tiên em đi thôi nên là cũng chưa biết gì nhiều. Ở trên này là ở trong chợ nó đây, trong này chắc là nó có nhiều những quán ăn, rất nhiều luôn. Trong này là quần áo. Đây, bạn những cái đồ này, đồ máy các cưa. Ở đây là chắc là hàng thịt lợn rồi, thì rất là nhiều thịt lợn. Đây là quán bún đậu. Hàng thịt lợn rồi. Rất là nhiều. Em thử đi xuống dưới kia xem nhé, có cái gì không? Chỗ này cứ bán thịt lợn hết rồi. Wow, cái giấy này bán thịt lợn xài thật đấy. Dài nhỉ, chắc là sắp hết rồi. Wow, rất là nhiều thịt ngon luôn. Hết rồi, đến tầm này là hết rồi.